Chúng ta tiếp tục. Vừa rồi thì thầy đã nói xong phần lý thuyết về công và công suất, các chú ý các đặc điểm của từng đại gia làm sao. Và để minh họa cho phần lý thuyết mà thầy đã trình bày, chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ minh họa số 1. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất? A. Joule giây. B. Watt. C. Newton mét trên giây. Và D. HP. Đúng không ạ? Ở đây nhớ thầy, thằng công suất thì được tính bằng A chia T. Đúng không ạ? Thì đơn vị của thằng công thì nó có hai đơn vị có thể tính bằng gì? Joule hoặc là Newton mét. Đơn vị của thằng T chắc chắn là giây. Thế thì đơn vị của thằng P, công suất P có thể có đó là joule trên giây, có thể có đó là Newton mét trên giây. Và có một thằng nữa, một đơn vị nữa mà thầy muốn giới thiệu với các bạn, đó là ngày xưa khi mà có một đơn vị, người ta gọi đơn vị mã lực HP. Đây là mã lực đó. Và thông thường ở đây thì một mã lực của nó bằng 0,736 hoặc 746 kJ. Đấy, ta nhớ thầy cái này nhá. Rồi, và đáp án ở đây ta biết ngay chính là đáp án A, sai. Không phải, đúng nhỉ? Hỏi sai. Rồi,